Xin chào các bạn. Trong cái nội dung của video này thì chúng tôi xin được hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách cài CodeBlock. Đây là một cái ứng dụng để chúng ta lập trình CI cộng. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái website của tôi. Và trong cái phần lập trình CI cộng ở đây thì các bạn tìm đến việc cài đặt và xử lý lỗi CodeBlock. Trong trường hợp nó không chạy thì ở đây chúng tôi cũng đã có hướng dẫn rất chi tiết ở đây rồi. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ làm một cái video để nhằm mục đích là hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về vấn đề này. Chúng ta click vào đây để chuyển sang cái trang đó là codeblock.org và gạch sược download. Chúng ta chọn vào phần download ở đây. Tiếp đó chúng ta lăn con bi chuột để xuống bên dưới này nhé. Và đây thì nó sẽ có dành cho hệ điều hành Windows, Linux và Mac OS. Ở đây thì chúng ta thường sử dụng là Windows. Và với hệ điều hành Windows chúng ta click vào đây. Và trong nội dung này thì các bạn chú ý là chúng ta chọn vào cái phần CodeBlock 20.3 và ở đây đó là min.gw nhé. Đấy, nó có cái này. Thế còn cái phần năn setup này thì nó sẽ không có những cái phần này. Thế còn bạn nào mà sử dụng cái phiên bản Windows 32-bit thì các bạn sẽ lấy cái phần đó là min.gw32-bit ở đây nhé. Đấy, rất chú ý chỗ này, nếu không là nó sẽ không chạy, bởi vì min.gw nó là cái môi trường để chúng ta chạy cái CI cộng. Chúng ta kích vào đây để download về máy tính. Và ở đây tôi đã download rồi cho nên là tôi sẽ không download nữa. Và đây chính là cái phiên bản mà tôi sẽ bắt đầu cài đặt cho các bạn. Sau khi mà chúng ta tải về thì chúng ta sẽ có cái file CodeBlock. Nó bao gồm cả min.gw đây. Và chúng ta kích vào đây để chúng ta cài đặt lên thôi. Một cái màn hình nó hiện ra, các bạn nhấn Yes. Và bây giờ cái chương trình CodeBlock sẽ cài mở đặt vào trong máy. Các bạn nhấn Next. Nhấn vào đây. Nhấn Next tiếp. Và các bạn đặc biệt chú ý về cái phần đường dẫn này. Để trong trường hợp mà chúng ta không chạy được CodeBlock thì chúng ta sẽ tìm vào cái thư mục này. Đấy, chú ý chỗ này. Sau khi xong chúng ta nhấn Enter. Và quá trình cài đặt sẽ bắt đầu diễn ra. Như vậy là cái quá trình cài đặt CodeBlock đã hoàn tất. Ở đây thì nó hỏi chúng ta là có mở cái chương trình này lên không. Chúng ta nhấn Yes để mở cái chương trình này lên. Và tiếp tục nhấn Next và Finish ở đây. Như vậy chúng ta đã cài đặt xong cái phần mềm CodeBlock và mở trực tiếp ở trên máy tính của các bạn. Đầu tiên thì tôi sẽ chọn vào phần MG đây nhé. Đây, ở đây nó có một cái phần file này. Chúng ta chọn là empty file được, hoặc nhấn vào file, chọn new và chọn empty file đây. Ở đây tôi sẽ nhấn Ctrl S để lưu nó lại nhé. Tôi sẽ đưa vào desktop này. Và ở đây tôi sẽ tạo ra một cái thư mục, đây là lập trình CI cộng. Mở thư mục này ra và tôi sẽ tạo ra ở đây một thư mục nữa là bài 1 này. Đấy. Và trong này tôi sẽ lấy một cái chương trình rất nổi tiếng, đó là chương trình Hello World. Hello.cpp. Các bạn nhớ là phải gõ cả cái đuôi của nó vào nhé, bởi vì CI cộng sẽ có đuôi là CPP. Click vào đây. Tôi sẽ mở rộng cái màn hình này lớn lên một chút để các bạn nhìn nó dễ. Thằng này include. Ở đây chúng ta sẽ dùng IOStream. Đấy. Tiếp đó chúng ta gõ Using Namespace STD. Đây là cái không gian tên để sau này khi chúng ta gõ CR CIN thì chúng ta sẽ không cần phải gõ thêm STD nữa. Internal Main. Và ngon ngọt. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái câu lệnh rất là quan trọng, đó là return 0. Tức là để cho mọi việc nó diễn ra bình thường, không có gì đột biến thì chúng ta return 0. Còn có gì đó đột biến chúng ta sẽ return là 1. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh cl để chúng ta gõ ra đây một cái câu lệnh, một cái dòng chữ là hello world. Và đây tôi sẽ dùng cái câu lệnh là ndl để cho nó xuống dòng, để nó hiển thị rõ lên. Chúng ta click vào đây để bui và chạy luôn. Đấy, như vậy là khi chương trình Hello World nó chạy ngay lập tức. Thế trong cái trường hợp mà cái chương trình này nó không chạy đấy, kiểu như này, thì các bạn chọn là setting nhé. Và chọn vào cái phần complete này. Và tiếp đó thì chúng ta chọn GNU ở đây nhé. Cái chỗ này nó phải rất là quan trọng, bởi vì đúng cái dòng này nhé.
Và tiếp đó chúng ta kích vào cái phần tool đây. Đấy. Và ở đây cái đường dẫn này rất là quan trọng, bởi vì là cái đường dẫn này chính là cái phần mà lúc nãy chúng ta vừa cài này. Tuy nhiên trong một số máy thì nó không lên cái min g này và đúng đường dẫn, thì các bạn trỏ trực tiếp vào nhé. Đây, vừa hôm nãy chúng ta cài nó trong ổ C này, trong program file này, trong code block này, và chọn min g đây. Đấy, cho nên là chúng ta phải lấy cái phiên bản có min g thì chúng ta mới có thể chạy được cái này. Đấy, sau khi xong các bạn nhấn ok là xong. Ở đây nó đã xong rồi cho nên tôi không làm gì nữa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc cài đặt code block và xử lý một số các cái lỗi thường gặp khi mà chúng ta cài đặt cái phần mềm này. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.